Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Hoài Linh và Minh Nhí chính thức thay thế Trấn Thành và Trường Giang tại Thách Thức Danh Hài mùa 7, lý do khiến ai cũng ngỡ ngàng. Không để khán giả hâm mộ chờ đợi lâu, đơn vị sản xuất chương trình Thách Thức Danh Hài đã chính thức xác nhận bộ đôi giám khảo quyền lực của mùa 7 năm nay chính là nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và danh hài Minh Nhí. Ngay sau khi công bố ban giám khảo mới, rất nhiều người đặt ra câu hỏi không biết cặp đôi Trường Giang và Trấn Thành có chuyện gì xảy ra mà không tham gia. Việc rời khỏi ghế nóng của bộ đôi giám khảo khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. Chia sẻ về nguyên do, đại diện nhà sản xuất cho biết việc Trấn Thành và Trường Giang không thể tiếp tục đi tiếp mùa thứ 7 nữa, chung quy cũng có yếu tố chủ quan và khách quan cũng có, nên chúng tôi phải tìm phương án tốt nhất để chương trình mùa 7 tiếp tục diễn ra. Trước thắc mắc của nhiều người, việc thay dàn giám khảo có e ngại lượng xem sẽ bị giảm sút hay không, đại diện ekip sản xuất, giám đốc sản xuất chương trình Khương Dừa đã có những chia sẻ vô cùng chân thành. Cũng vì có nhiều yếu tố nên chương trình đã có sự thay đổi trong mùa 7. Khán giả trước giờ xem và yêu thích Thách Thức Danh Hài thứ nhất là vì giám khảo, thứ hai là bởi thí sinh. Chương trình có rất nhiều thí sinh hài hước duyên dáng trong việc tạo những tiếng cười cho khán giả. Khi chọn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và Minh Nhí vào vị trí giám khảo, tôi hoàn toàn yên tâm bởi vì đây là hai nghệ sĩ gạo cội trong lĩnh vực hài, vừa có nhiều kinh nghiệm, lại sở hữu một lượng khán giả đông đảo luôn ủng hộ các sản phẩm của họ. Chương trình có ý định mời anh Hoài Linh từ rất lâu rồi, cũng phải đàm phán, trao đổi và thuyết phục anh rất nhiều. Đã từ rất lâu rồi, anh Linh cũng chưa có trở lại tham gia các chương trình truyền hình, cũng rất may mắn khi có được lời đồng ý từ anh. Bất kỳ sự thay đổi nào cũng sẽ tạo nên đặc sắc cùng sự mới lạ. Hãy cùng chờ đợi xem những nghệ sĩ nào sẽ ngồi vào vị trí MC thay thế Ngô Quyến Huy của mùa 7 năm nay. Bên cạnh đó, rất đông người hâm mộ mong chờ sự quay trở lại của nghệ sĩ Hoài Linh sau thời gian dài vắng bóng trên các chương trình truyền hình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.